Nhận được hệ thống, ta liền vô địch. Tài mà thí, tập 86 Liên Phong Bộ nào dự phòng mô tả nhé. Tài ngồi ô thành phố Giang Châu. Sao hậu hậu còn chưa tới vậy? Sẽ không có chuyện gì chưa? Từ bờ quý khách vừa gọi, hiện đang ngồi vùng phụ sống. Xin quý khách vui gọng gọi lại sau. Kỳ lạ, sao không gọi được vậy? Liên lạc với tất cả mọi người rồi mà chỉ có Dương Hậu. Chứ gì à? Hai người đừng lo, Dương Hậu chắc chắn sẽ đi theo đến chúng ta. Con đã liên lạc với những người khác rồi, chỉ có thể cầu tin tức sẽ công tộc sẽ thông báo cho hai người. Chuyện gì vậy nè? Sao điện thoại lại mất sóng rồi? Như vậy không thể liên lạc được với mọi người rồi. Đời như đường đi đào như vậy, mình cũng không biết là họ đi đường nào. Tìm từng đường thì biết bao giờ mới thấy. Hay là đêm nay nghỉ lại đây đi. Wow, nước suối nước nóng thiên nhiên, nhận được bảo bối rồi. Không ngờ còn có thể có số nước nóng ngâm mình. Ui, sướng vợ lờ. Chạy lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Wow, thân hình đẹp quá. Lợi. Cô gái à, có đừng có hét. Tôi có vài người xấu. Hắn biến thái. Thôi rồi, đứa nào biến thái, đứa nào? Thôi, đàn tâm dở lại tới công chuyện rồi. Màu mặc đồ rồi khỏi rơi khỏi đây. Con còn anh nói đó. Ây da, chỉ là một con tình anh biến gì thôi, đừng có sợ. Trong tiền ta sao đột nhiên lại có vũ khí? Là dĩ năng giả công gian sao? Không chịu nổi một đòn. Người này lợi hại quá. Không ngờ thân thủ của anh lại tốt như vậy. Quá khen rồi. Nhưng mà có phải cũng nên mặc đồ vào rồi nói không? Mấy phút sau, tôi có thể nhờ anh giúp đỡ không? Tôi không rảnh. Với lại tôi cũng phải tìm bạn của mình hồi hộp nữa. Ngoài ra có muốn rời khỏi đây đi. Sợ là những zombie khác sẽ dụ qua đây đi. Con đã, tôi thấy anh có lẽ là lần đầu tôi đi. Tôi hiểu nơi này hơn anh. Tôi là con gái của đồn trưởng quân đoàn tự do. Chỉ cần được anh đưa tôi về quân đoàn, tôi có thể giúp anh tìm bạn. Quân đoàn tự do à? Trong số người bị bắt trước đó, có người từng nhắc tới. Có lẽ bọn họ có thể trở thành một trợ thủ lớn. Thành giờ. Nhưng mà hôm nay muộn rồi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai lên đường. Được. Tôi nói cho anh tình hình trung tâm thành phố trước nha. Được. Sau toàn thế, dược phẩm ở trong phòng thực nghiệm bí mật đã phát tán ra ngoài. Do ảnh hưởng phát tán dược phẩm, trong thành phố càng lên nơi gần với thực phòng thực nghiệm thì dòng bị biến dị càng mạnh. Nghe nói còn có thị vương. Đương nhiên, dị giả cũng như vậy. Cũng lên nơi gần với thực nghiệm dị giả cũng càng mạnh. Mở khu vực gần phòng thực nghiệm thì nhất được gọi là khu cấm. Nghe nói không ai có thể sống từ đó về. Tất cả những người đi thăm dò đều mất tích. Xem ra chân tướng mình muốn là nằm ở cấm khu. Nói ra thì sao cô lại ở đây? Ở lại quân đoàn thì sẽ an toàn hơn chưa? Chuyện này thì nói ra dài dòng lắm. Tôi tới đây chấp hành nhiệm vụ gặp ám sát. Đồng đội của tôi đều chết hết rồi. Ám sát? Không uống canh chân ở đây lâu như vậy, cô ta quá nhiên là chịu đi xa. Tôi nói cùng cô ta là ai vậy? Đồng đội của cô ta. Không phải để vì mình dưa hết rồi sao? Mặc kệ đi, giết cô ta trước rồi tính tiếp. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Bị hắn ta cán lại rồi. Không được, không dễ gì tìm được liệu mì. Hôm nay nhất định phải giết chết cô ta. Cô ta cũng là dị năng giả sao? Chị Tiểu Động, sao lại là chị? Liệu mì, cô không thoát được đâu. Vậy thì chưa chắc đâu. Bây giờ tôi đã tìm được trợ thủ đáng tin rồi. Giờ dịch của chúng ta đừng có quên đó. Cô ta giao cho anh.
Yên tâm đi. Dị năng này khó xử tại đấy. Đi chết đi. Đờ ghét đứa gách trắng, cánh trở việc của tụi. Tôi đã nói rồi, sẽ không để cho cụ giết quỷ. Lẽ nào những con dơi này là bị tiếng súng vừa rồi của tôi thu hút vào đây? Nếu như chúng đã đến, cũng tức là tên đó cũng vào đây. Thầy mà biến gì tình anh? Sức mạnh 820, tốc độ 260, tinh thần 670. Cái thứ này, ở thuộc tính của thứ này là biến thái quá rồi, đặc biệt là thuộc tính tinh thần. Quả nhiên, càng vào trung tâm thành phố thì thầy mà càng đáng sợ. Anh đẹp trai, anh thật là cơ khí phái của đàn ông quá. Em muốn anh đẹp trai à? Nè cái cậu mau ra đi, hiện giờ không phải là lúc làm việc này. Họ trở thành thế này chắc chắn là do hắn làm. Ôi đừng mà. Các cô ở trong đó nhìn một chút đi. Để tôi giải quyết nó xong thì cơ trở cho các cô. Lâu lắm rồi không gặp được thầy mà mạnh như thế này. Đừng cứ khiến tôi thất vọng đấy. Ôi vậy, số liệu thuộc tính của hắn lại tăng lên rồi. Thì mà biến dị, sức mạnh 80%, 850, tốc độ 290, tinh thần 700. Đi ra, vừa rồi sau những con đó rơi vào, lại dừng tại chỗ này. Hơn nữa số lượng dường như đã tăng lên. Khởi động, nhận biết yếu điểm. Hóa ra là như vậy à. Những tiêu đề này chính là nguồn sức mạnh của nó. Nếu như vậy thì bắt đầu từ cái đám tiêu đề này trước vậy. Giải quyết được một nửa số giờ rồi. Có lẽ năng lực của hắn sẽ yếu đi nhỉ? Thì mà biến dị tên anh. Sức mạnh 750, tốc độ 240, tinh thần 630. Quả nhiên. Ba phút sau. Không phải chứ, thuộc tính này giảm xuống nhiều như thế sao? Thì mà biến dị sức mạnh 410, tốc độ 184, tinh thần 510. Người đã khiến cho ta thất vọng rồi đấy. Cuối cùng đã kết thúc rồi. Hai cô ấy đã bị trói như vậy có lẽ rất khó chịu nhỉ? Nhìn cái trói hồ thôi. Dương Hạo, sức mạnh 960 cộng 12, tốc độ 300 cộng 5, tinh thần 470 cộng 20. Chúc mừng đã giành được danh hiệu người mới. Người đàn ông quyến rũ mạc thế, sức hấp dẫn với nữ cộng 30. Hả? Cậu có danh hiệu như thế này á? Nè hai người không sao chưa? Tỉnh táo lại chút nào chưa? Ôi, em thích anh quá. Anh qua đi với em đi. Dạ, đợi đã. Ở dân tại đi rốt cuộc là làm sao vậy? Mới có thể khiến cho họ bình thường trở lại đi. Ây da, muốn đi vợ sinh quá. Sắp không nhịn nói nữa rồi. Nhưng mà nếu như làm họ tỉnh lại thì mình càng không đi được rồi. Chuyện tối hôm qua mình có muốn xảy ra lần nữa đâu. Ôi, chúng tôi xin lỗi. Xem ra, cuối cùng cái cô cũng đã trở lại bình thường rồi. Bị ổi với chị Alu. Tối hôm qua mình điên rồi sao? Lại cùng với người đàn ông xa lạ này. Nè. Chuyện này không liên quan gì tới tôi. Đều là thây ma đó làm. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ. Hôm qua nếu như không phải tôi, cô đã bị thây ma ăn thịt rồi đấy. Cảm ơn anh. Nhưng mà liệu mì, tôi sẽ không từ bỏ chuyện với cô. Đi đã. Tôi thấy các cô có lẽ là người quen. Còn gì phải đánh giết chứ. Cô nên nhớ nở mặt ân nhận cứu mạng là tôi đi. Ngồi xuống nói chuyện được không? Lúc trước nhưng mà tớ tôi đi vệ sinh trước đã ha. Tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Dương Hạo. Hiện giờ coi như là vệ sĩ cô Liêu Mì. Nên như tôi đoán không nhầm thì có lẽ cô là người của quân đoàn tự do. Người của một quân đoàn vì sao với tàn sát lẫn nhau. Quân đoàn tự do không hề hòa hợp như anh nghĩ. Sau khi quân đội chúng tôi thành lập không lâu, vì bất đồng quan niệm mà đã chia làm hai phái, phái trật tự và phái giả tính. Phái trật tự thì cảm thấy cho dù là mà thế, mọi người vẫn luôn tuân theo quy tắc,
Đạo đức cơ bản không nên giết người lung tung. Nhưng mà phái gia tính lại cho rằng nên bỏ những ràng buộc trở đi, giải phóng tiền tính, tận hưởng vui vẻ trước mắt. Hiện giờ thì đoàn trưởng cũng chính là bố của Liêu Mị, cũng là người ủng hộ phái trật tự. Công tức là người đã phái gia tính bảo cô đến trừ khử Liêu Mị. Nhưng mà chị Tiểu Đồng, ban đầu chị cũng ủng hộ phái trật tự. Không phải chị ghét nhất là cách làm của phái gia tính này sao? Vì sao lại làm việc cho bọn họ? Vậy tôi cũng là bị ép. Tiêu Vân Phi đã bắt người thân của tôi. Hắn chờ tôi thời gian một tuần để xử lý cô. Bằng không thì... Tiêu Vân Phi, cái tên khốn nạn này. Chị Tiêu Đồng mà, chị yên tâm đi. Vớ sĩ này của em vô cùng lợi hại. Đợi em sau khi trở về thì chắc chắn sẽ giúp họ, ở giúp chị cứu họ ra. Họ còn có mình làm vớ sĩ thật á? Vừa rồi mình nói như vậy là đã thuận tiện cho cô ấy giải thích quan hệ giữa chúng ta. Dương Hậu, tình hình của bạn là như vậy. Vâng, mong anh giúp chúng tôi. Sau khi xong việc thì chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị thù lao xứng đáng cho anh. Chuyện thù lao thì đơn giản. Thật ra chỗ tôi có chút phiền phức cần phải xử lý. Các cô biết chuyện liền mình người hy diệt không? Nếu như có thợ thượng nước đẩy thiền cho bọn họ, thì nó công chừng có thể mượn sức mạnh của bọn họ đối phó với liền mình người hy diệt. Đương nhiên là biết rồi, bọn họ đã nuốt mấy tổ chức quy mô nhỏ ở Giang Châu rồi. Hơn nữa thủ đoạn cũng vô cùng tàn độc. Liêu Mị, ấy là cô còn chưa biết. Tiêu Vân Phi có bốc nối với liên minh người hủy diệt. Tôi lo, người liên minh người hủy diệt cũng đến tìm cô. Cái gì? Vậy thời gian này không phải là người võ sĩ của tụi sẽ rất vất vả hay sao? Anh lì hài như vậy, tôi tin anh làm được mà. Người gì nàng trồng liên minh người hủy diệt? Không gì được phó như vậy. Tiếp theo, chúng ta không được buồn lòng cảnh giác một khác nào. À được rồi, chúng tôi sẽ nâng cao 100% tinh thần. Bố mẹ mình có thái kinh chăm sóc, có lẽ không sao. Cũng không biết hiện giờ những người khác thế nào rồi. Chắc chắn là người ở trong này sao? Tôn Hòa chúng tôi theo tiếng súng tìm đến nơi này, chắc chắn không sai. Thống lĩnh Ân Nhị, chúng ta còn đi lên không? À không vội, chúng ta đi theo bọn họ, tìm thời cơ thích hợp ra tay cũng không muộn. Ngày hôm sau, suốt dọc đường chúng ta đều là thi thể của thị ma. Trung tâm thành phố quá nhiều nguy hiểm hơn những nơi khác. Những tên này đều là Liver. Anh chưa gặp cái tên nào lợi hại hơn thôi. Đi đã, bên đó hình như có đồng tỉnh. Còn thú gì biến đó lấy nào là mấy người thành ý? Cậu bà bối lên đi giết cô ta. Người điều khiển khí thú Lâm Lợi. Thanh ý, cô không sao chưa? Sao ở đây chỉ có một mình cô, những đồng đội khác đâu? Dương Hảo, cuối cùng đã tìm được anh rồi. Đồng đội tôi dẫn theo đã đi tập hợp với người khác rồi. Tôi vì lo cho anh quá nên mới một mình đi ra ngoài tìm anh. Chàng trai này sẽ trồng que mắt quá vậy? Xin hỏi anh là Dương Hảo có phải không? Ơ, Lâm Lợi, sao cậu lại ở đây? Hai người biết nhau à? Ở đồng thế từ cấp 2 đến cấp 3, bao học 6 năm. Trường đại học của cậu cách Giang Châu rất xa. Thật không ngờ cậu lại có thể quay về. Trên đường xảy ra rất nhiều chuyện, sao cậu lại xảy ra được xung đột với Thanh Ý? Cái đó là hiểu lầm, tôi tưởng là cậu ấy là người của phe địch. Mới hơn 2 năm không gặp, cậu lại đẹp trai hơn rồi đấy. Năm đó, lúc cậu viết thư tình cho tôi mà đẹp trai thế này thì có lẽ tôi đã đồng ý với cậu rồi. Ở thư tình, tôi đã từng làm chuyện này sao? Thâm lĩnh Hơn Nhụy à, hình như bọn họ quen biết nhau, xem ra là không đánh rồi. Nói đến như vậy thì chúng ta tự mình ra tay. Mấy con chó con mèo mà thôi, không khó đối phó. Linh, dần thống lĩnh, chỉ cần có thể giết chết Điều Mì thì quân đoàn tự do chính là của bọn ta rồi. Lâm Lợi, cậu nói thế lực quân địch là thế nào? Bọn họ giống như bọn tôi, cũng là người điều khiển thú, chỉ là thú biến dị của họ không chế phần lớn là giả thú, chiến lược hơn xa chúng tôi. Do phần lớn đồng đội của chúng tôi đều là nữ cho nên mới bị bọn họ muốn lấy được. Lê Lợi, không hay rồi. Có người tới rồi. Cùng giết cụ ta. Thân pháp vừa rồi của người phụ nữ này hình như là võ tử cổ đại nào đó. Do cô mà thôi,
Chúng tôi liên thủ sợ sử dụng dị năng, còn sợ không giết được cô ta sao? Là người dị năng không gian, khó khăn đi. Người đẹp à, thân thủ cô được lắm. Dương Hậu, tôi tới giúp anh. Tên này không dễ đối phó, dựa vào một mình rất khó có thể giết được Liễu Mi. Bốn người họ còn chưa xử xong sao? Sao cô còn có công phu nhìn đông ngó tây thế? Đồng đội của tôi không dễ xử lý như vậy đâu. Lời này của người nói sớm quá rồi đấy. Đang ghét, vì nơi không gian này thật sự quá khó đoán. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ là bị động chịu đòn. Thật hy vọng có thở mình có thể giống như là Dương Hạo đào thường mất nhập. Chỉ chết đi, cứ tránh thế này cũng không phải là cách. Cái gì? Bị tôi bắt được rồi. Con điên này, đi ra cho tôi. Đáng ghét, sao hết tên này còn lên họ hơn cả khỉ thế này. Con điên này, đi chết đi. Ý, sao tay mình đột nhiên lại biến thành kim loại rồi? Lẽ nào mình đã thức tỉnh dị năng mới vậy mà lấy được cả tiểu chiêu thế này ư? Chứ dù cánh tay có thể biến thành kim loại thì sao? Chỉ cần linh hoạt dùng dị năng không gian rồi sẽ có lúc cô không đỡ được. Có người tới rồi. Cút ra cho ta. Các người là kẻ nào? Người muốn mạng của chúng mày. Xương ta cùng lên. Cái nhóm người này không đúng lắm. Lẽ nào vừa rồi vẫn luôn để chúng ta đánh nhau? Chưa biết tên. Người dị năng sức mạnh 645, tốc độ 146, tinh thần 214. Hả? Vì sao chỉ có bản thuộc tính không nhìn thấy người? Lẽ nào là người dị năng có thể ẩn thận? Mục tiêu của bọn họ có lẽ là Liễu Mi. Ý, lẽ nào tới này có thể nhìn thấy mình? Mọi người cẩn thận, có người dị năng có thể ẩn thận. Mày leo quấn quanh. Cái gì? Cẩn thận. Thế này thì không được. Tuy có thể nhìn thấy được ban thuộc tính, nhưng mà nếu như không nhìn thấy được động tác tấn công thì quá bị động rồi. À, có rồi. Nếu như mà thứ đó có lẽ có thể được. Tôi đến đi. Ê dạ, cái tên này rốt cuộc là sao anh có thể phát hiện ra vị trí của tôi? Cái này thì thuộc phạm trù cơ mật rồi. Không ẩn thận thì vẫn có thể giết được mấy người. Mọi người cùng lên. Vâng, thống lĩnh. Thú biến gì nhà như vậy mà đã bị đánh bại rồi sao? Bốn người này có chút thực lực. Dương Hạo, để tất cả bọn họ anh xử lý cô ta trước. Được. Đối thủ của các cô ở các người là tôi. Dựa vào cố cùng giết cô ta. Đau cùng như thế không có tác dụng với tôi đâu. Cái gì? Ở bị đánh bại rồi. Đúng là thứ vô dụng. Ý do người đẹp thu ta đi. Hiện giờ là cục diện 3-1 rồi. Vừa đối phó với các người, một mình chị đây là đủ rồi. Ừ, em gái này cũng mạnh quá ha. Đồng đội của Dương Hạo mạnh quá, xem ra không còn mình phải ra tay rồi. Dương Hạo, đồng đội của tôi tới chí viện rồi đây. Cái gì? Cô đã bị chúng tôi bao vây. Giết nhiều dị thú của chúng tôi như vậy, chúng ta nên tính nợ rồi. Chị đây chưa từng đánh mà không có chuẩn bị. Lần này đến đi trước vậy. Liễu Mi, tôi khuyên cô vẫn nên là đừng có quay về. Bằng không thì cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi hôm nay đâu. Tôi nhất định sẽ quay về. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho quân đội tự do rơi vào trong tay của các cô.
đáng ghét chu nhân thực. Người phụ nữ này vẫn giấu một chiều, vừa rồi chiến đấu của ta chưa hợp phát huy hết toàn bộ thực lực. Dương Hạo, tiếp theo làm thế nào đây? Để tôi nói chuyện với đồng đội một chút, chúng ta tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Thành Y, điện thoại của tôi trục trặc rồi, không có sóng. Tiếp theo tôi vẫn có chút chuyện phải làm. Tin tức của tôi nhờ cô đưa cho mọi người. À, được rồi, tôi lập tức báo về cho mấy người Thái Kinh và Diệp Phượng Hoa. À, xin chào, số điện thoại của bạn không hiện liên lạc được. Ủa, sao điện thoại của tôi cũng không được rồi? Trước đó vẫn tốt mà. Chuyện này là đương nhiên, nơi này cách xa trung tâm thành phố, chịu ảnh hưởng từ trường của thầy Ma Vương, điện thoại đều sẽ mất tín hiệu, không có tác dụng. Hóa ra là như vậy. Thanh Y à, tới đây tôi có một nhiệm vụ muốn nhờ cô. À, có việc giao cho tôi. 10 phút sau, Dương Hào à, vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Bên cậu xong việc thì cứ đến công viên ở nhân dân tìm tôi. Ờ, rồi rồi, chú ý an toàn, sau này gặp lại. Gần trung tâm thành phố. Liêu Y à, không phải là cô nói khu vực này nhiều thì mà sao? Sao đi lâu như vậy chẳng gặp con nào thế? Tôi cũng không rõ lắm. Theo như tình báo có được thì nơi này quả thực là một khu vực trung tâm tập trung của thầy Ma. Là thầy Ma biến dị tên anh. Hay. Đừng hoảng. Hình như tên này bị thương rồi. Giờ tôi hạn chế hành động của nó. Được. Thì chốt đi. Ồ, hôm nay cũng may mắn phết. Không chỉ là lấy được tình thở của thầy Ma, còn thu hoạch được 3 phiếu thịt. Tinh thể thầy Ma, đó là cái gì thế? Chuyện này mày không cần phải biết. Theo tao, luôn. Các cô không còn ra tay, thứ tôm tóp này một mình tôi là đủ rồi. Chút năng lực này mà cũng muốn cướp của bọn này sao? Đi sao có thể chú, chỉ dùng một chiêu mà đánh bại tất cả bọn táo. Nói đi, rốt cuộc thầy Ma là thế nào? À, tôi nói, người này mà bóp bó đau tha mạng. Đây là một bí mật mà chúng tôi vô tình biết được từ chỗ người phụ nữ của liền mình, người hủy diệt. Anh đẹp trai, nếu mà anh hiểu biểu hiện hôm nay của anh, thì nói cho anh một bí mật. Thì bà có mở biến gì tên nành trở lên, có cơ hội sinh ra tinh thở thầy Ma. Nếu như có thể ăn được thứ này thì anh sẽ trở nên mạnh hơn đấy. Thôi sao, chuyện này lần đầu tôi nghe nói. Ờ, là thật hay không thì chúng ta tìm trên người thầy Ma là biết ngay. Tìm thấy rồi, quả nhiên có tinh thể. Thứ này nhìn rất là kỳ dị, thật sự ăn được sao? Thì rồi, thống lĩnh thầy Ma. Thống lĩnh thầy Ma, sức mạnh 1560, tốc độ 420, tinh thần 380. Không phải chứ, thuộc tính này cũng nghịch thiên quá rồi. Số lượng này cũng nhiều quá rồi đi. Không thể thoát nổi. Liêu Mi, Tiểu Đồng, các cô trốn vào trong tòa nhà trước đi, cố gắng hết sức kéo chân súng. Đợi tôi giết được thống lĩnh thầy Ma trước. Hả, giết thống lĩnh thầy Ma, có phải đầu anh ta hỏng rồi không? Anh cũng phải cẩn thận đấy. À được, không phải chứ, mạnh vãi. Số lượng thầy Ma hơi nhiều. Năng lực có 3 đầu của thầy Ma thủ lĩnh này dường như hơi khác nhau. Ấy, tí nhộn một cái thì đã có cái sức công phá mạnh như thế này rồi á. Còn thầy Ma này hình như là có bộ tên anh. Không có tinh thể xem ra, tí là thì mà sản sinh ra tinh thể không cao. Bỏ đi, ăn viên tinh thể này vào trước rồi nói. Ui, sức mạnh không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể. Ăn tinh thể thì mà trong thời gian ngắn tất cả thuộc tính tăng mạnh, đồng thời sẽ có tác dụng phụ nhất định. Ôi giờ nhỏ nhép, dùng mày thử uy lực của tinh thể luôn đi. Chậm quá rồi. Tao chém cái đầu đầu tiên. Lực độ này không được đâu.
ơn một cước của tôi đi nè. Sức mạnh này cũng đã qua đi. Tiếp theo là cái đầu thứ hai. Cuối cùng cho mày thử cái chiều ông đây mới nghĩ ra. Phát động tác dụng phụ tiền thể, tùy ý biến thành một loại sinh vật, thời gian duy trì 3 phút. Ý á đù, tác dụng phụ là kéo gì vậy trời? Ôi cục cục cát. Cái đậu xanh sau này mình không thèm ăn cái thứ này nữa đâu. Nhất định phải cố gắng sống, còn 10 giây nữa là mình có thể trở về dáng vẻ ban đầu rồi. Đây, nơi này là trạm truyền khí. À, có rồi. Thì mà nhỏ, đến đây đi, tấn công vào đít của anh nè. Hướng đó lẽ nào Dương Hạo vì cái chúng ta mà cùng chết với thì mà ừ. Không phải chứ, anh ta lợi hại như vậy chắc chắn chứ không có chuyện gì đâu. Chỉ tự động máu nhìn kìa, Dương Hạo chưa chết. Sườn sát thời gian hồi chiều 5-9-5 giây, từ chữa thời gian hồi phục 5-9-5 giây. Chúc mừng đã giết được thống lĩnh thì mà, danh hiệu sắp mở. Cuối cùng cũng kịp rồi. Thống lĩnh thì mà này quá nhân thật mạnh mà, nhưng IQ lại quá thấp. Chúc mừng giành được danh hiệu thợ sàn sườn sắt tự chữa, điều khiển vô tự sàn năng lực tăng lên gấp trùng. Sườn sắt tổ chức lệnh thời gian hồi chiều 300 giây, thời gian duy trì sườn sắt tăng lên 2 giây, cơ lý điều khiển vật tự xà tăng lên 10 mét, toàn bộ thu tính cộng thêm 50. Thời gian hồi giảm một nửa được đi chứ. Các cô gồm sao chứ? Chúng tôi gồm sao, ngược lại là anh đấy lại có thể sống sót từ vụ nổ ra, đúng là kỳ diệu. À, không có chút bản lĩnh này thì tôi sẽ còn sống đến hiện bây giờ. Mà mấy tên vừa rồi đâu rồi nhờ? Bọn họ không thoát khỏi thì mà trì sát đời bị ăn thịt rồi. Chỉ có thể coi như họ đang đuổi thôi. Chúng ta còn mau đi thôi, đến nơi quân đoàn tự do của các cô đóng quân. Một tiếng sau, ở ngày phía trước, người thân của trái Phật tự chúng tôi đều bị nhốt ở khu thương mại dưới tầng hầm. Hòa ra nơi này à? Nơi này thì tôi quen, trước đây lúc học cấp 2 thường xuyên tới đây. Dương Hạo, nơi này cách cấm địa của trung tâm thành phố không xa, vẫn phải cẩn thận thì hơn. À, đi rồi tôi sẽ chú ý. Liễu Mi, tôi biết kết cấu của khu thương mại dưới tầng hầm này. Lên nữa cô hiểu rồi chưa? Ừ, hiểu rồi. Đi thôi. Ở phía dưới mọi người cẩn thận. Sao lại như vậy? Chẳng có ai cả. Ừ, đó là cái gì? Không ổn, chúng ta trúng kế rồi. Người phái tự do này giáo hoặc, lý nào bọn chúng đón được liệu mình sẽ tới ư? Cung mày, để họ vào không gian khác, ở khoan chữa bệnh. Nếu không thì thật sự là tổn thất nghiêm trọng rồi. Dương Hạo à, chúng tôi lại được anh cứu lần nữa rồi. Cảm ơn anh. Dương Hạo à, sau này mạng của tụi sẽ là của anh. À không cần xáo như vậy đâu, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của bác sĩ. Nè, hiện giờ chúng ta vẫn chưa làm xong chính sự, nên nghĩ xem nên làm như thế nào đây. Tôi có một ý tưởng, hay là các cô cứ nắp ra đi. Tôi nằm vùng tiến vào xem thử tình hình, có lẽ họ không biết tôi lại. Cách này hay. À vậy anh phải cẩn thận đấy. Không được rồi, con thầy ma này quá mạnh rồi. Chúng ta không phải không đối phó được với nó. Nhanh đi gọi người cứu viện đi. Đội đó chính là đội của quân đoàn tự do chúng tôi. Tốt, tôi lập tức qua đó. Các cô tìm nó an toàn. Nhớ, để lại ám hiệu. Ây da, đáng ghét, cứ tiếp tục thế này thì tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Điểm yếu lợ sầu gáy sao? Các cô không sao chứ? Anh đẹp trai, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi tên là Lâm Tử Huyền. Anh có tổ chức cộng, có muốn gia nhập vào chúng tôi không? Gia nhập với các cô có lợi ích gì sao? Nhiều lợi ích lắm, bất luận là vật tự hay là phụ nữ, anh đều có thể có. Ây da, tôi gia nhập tổng bộ quân đoàn tự do.
Cô chủ tiệu, hôm nay có người mới gia nhập với chúng ta. Tôi đưa đến cho anh xem. Người mới ở quân đoàn tự do chúng ta không phải là nó muốn vào là vào được. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta một mình với thầy Ma Cáp Tình Anh. Với thực lực của anh ta thì chắc chắn đủ tư cách, chắc chắn là đủ tư cách. Ồ, nhân tài thế này chính là người phải tự do chúng ta rồi thiếu. Cậu tên là gì? Tôi tên là Hách Dương. Vẫn phải cẩn thận, đừng có dùng tên thật thì hơn. Người anh em, vừa hay gần đây chúng ta nhận một việc làm ăn mới, đang thiếu người làm. Tư Huyền à, lát nữa cô đưa cậu ấy tham gia hành động này luôn đi. Ok, nếu không có việc gì thì tôi đưa anh ta đi đây. Ừ, đi đi đi. Việc làm ăn mới mà anh ta nói là gì thế? Lát nữa anh đi là biết. Các anh ra ngoài hết đi. Ở vâng thưa đội trưởng. Đến cho chúng tôi rồi thì chuyện gì cũng thoải mái một chút. Lý tưởng cũng phải tự do, chúng tôi là tự do tự tại, tùy theo ý muốn. Cho nên anh muốn làm gì với tôi cũng được. À chà, thế này cũng quá cởi mở rồi, quá nhỉ. Thế giới này đã trở nên thế này rồi, anh còn có gì mà không cởi mở được. Đến đây đi nào, anh đẹp trai cường tráng. Vì cảnh này đúng là khiến cho người ta không chịu nổi mà. Không phải lát nữa cũng có nhiệm vụ hay sao? Chúng ta thế này. Chuyện nhiệm vụ thì lát nữa rồi nói. À đúng là mà hướng ai thế? Làm phiền chỉ tốt của bà. Đội trưởng bảo tôi tới giải thích chi tiết nhiệm vụ cho cô. Sắp phải hành động rồi. À được, cô vào đi. Địa điểm hành động lần này là khu kinh doanh Thụy Hải. Cố hết sức đừng có giết người. Mỗi phiếu thịt đều rất là đáng tiền. Với lại sắp tới thời gian giao lộ phiếu thịt thứ hai rồi. Những người này cũng có một tình nghi ngờ là có thể khống chế được thầy mà. Nếu như có xử lý thì có thể giết. Phiếu thịt khống chế thầy mà, lý nào là dịp phường hóa. Khu kinh doanh Thụy Hải, địa điểm là không sai. Sao không có ai thế? Lý nào có người để lộ tin tức? Không phải đâu, phiếu thịt nơi này là hôm qua tôi mới phát hiện ra. Bọn họ không thể phản ứng nhanh như vậy. Quân đoàn thì mà không phải là chúng ta đã kiểm tra quanh đi không? Không có thì mà sợ rốt cuộc là chúng ở đâu ra? Ý đó, những thi ma này đều thấy mình mà lướt qua. Quả nhiên là đã bị phường hòa khống chế. Vậy mà hiện giờ chính là cơ hội tốt cho mình thể hiện đi. Đội trưởng à, tôi tất cả chúng đi, cô mau trốn đi. À được, nhờ anh cả đấy. Được rồi, mọi người theo tôi rút. Nửa tiếng sau, đã trời lâu như vậy rồi, họ cũng đi khá xa rồi đấy. Phương Hoa, cái cô ra đi đi. Dương Hạo, sao anh lại ở cùng với bọn họ? Chuyện này thì nói ra rất dài. Gần đây tôi đã thâm nhập vào tổ chức tên là Quân đoàn Tự do. Tổ chức này vẫn đã tiến hành đấu tranh hệ phái. Một phái trong đó đã bắt được một nhóm người. Tôi đã nghĩ cách nghe ngóng nơi họ bị nhốt. May mắn mà trên người của họ, người này lại có bản đồ. Xem ra, mấy nơi quan trọng mà trong phái tự do phân bố ở trong thành phố này, chúng ta điều tra từng cây một chắc chắn là có thể tìm thấy. Phương Hoa, hiện giờ tôi phải đi cứu một nhóm người, còn cô giúp tôi một tay. Anh cần giúp việc gì cô nói? Nơi nào đó cũng muốn đoàn tự do. À, cái chuyện ở nơi này đúng là nhàm chán. Ừ, anh biết điều đi. Tốt hơn là bán mạng ở bên ngoài rồi. Tôi nói mọi người nghe, quân đội người hủy diệt cần những phiếu thịt này làm cái gì? Vậy ở đâu ra nhiều thi ma thế này? Nhanh gọi tổng bộ chí viện đi. Bắt đầu hành động đi. Chúng ta đi cứu người. Liễu Mỹ, Tiểu Động, mọi người rời khỏi đây trước đi. Phường Hoa, Tiểu Động, các cô đưa mọi người đến khu ngoại thành tìm nơi an toàn trước. Nhớ đưa lại ký hiệu. Tôi và Liễu Mỹ ở lại. Tiếp theo sẽ tiến hành kế hoạch giai đoạn 2. Được. Dương Hạo à, anh thế này quay về có được không? Bọn tôi sẽ nghi ngờ đấy. Yên tâm, trước đó tôi đã từng kịch với Phường Hoa. Bọn họ sẽ không nghi ngờ tôi. Hơn nữa, thông tin công ty được cấu rất nhanh sẽ truyền tới toàn bộ nội bộ phái tự do. Cô bên ngồi canh chừng thì tìm thời cơ thuyết phục họ. Được.
tổng bộ quân đoàn tự do. Đội trưởng, Hách Dương có thể thuận lợi trở về không? Yên tâm đi, tôi tin thực lực của Hách Dương. Tôi trở về rồi, mọi người không sao chứ? Ôi, quả nhiên tôi có mắt nhìn Hách Dương, lần này thực sự rất cảm ơn anh. Mọi người đều là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Ở đội trưởng à, không hay rồi, nhà lão xảy ra chuyện rồi. Phiếu thịt và con tin đâu đã chạy mất rồi. Hiện giờ rất nhiều người đã rời khỏi quân đoàn. Hả, có chuyện gì như vậy ư? Lập tức đưa tôi đi xem. Giờ quân đoàn tự do sắp náo nhiệt rồi. Ừ, người nhà đã an toàn, chúng ta còn sợ cái gì? Để xử lý tiêu liệt phòng vi. Đừng kích động chưa? Mấy người chúng ta chắc chắn là không làm lại bọn họ. Không còn uy hiếp thì chúng ta cũng không còn phải bán mạng vì họ. Hay là chúng ta đầu quân cho phái trật tự? Người của phái trật tự sẽ chấp nhận chúng ta sao? Tôi nhận được nguồn tin ngoài luồng. Thời gian trước Tiêu Phi, Vân Phi sai người giết Liệu Mị của phái trật tự rồi. Ở thật không? Vậy không phải chúng ta có thể rời khỏi quân đội tự do sao? Liệu Mị, sao cô lại ở đây? Lẽ nào cô đến tìm Tiêu Vân Phi báo thù? Không, tôi đến tìm các anh. Hiện giờ người thân của các anh đều ở nơi an toàn, là người có nhìn đi theo của phái trật tự. Tôi hy vọng các anh có thể giúp tôi một tay. Ngay hôm sau, đại ca, nhiều người đi như vậy thật sự không sao chứ? Muốn đi thì đi, có sự gia nhập của liên minh người Hy Diệt thì hiện giờ tôi không hề thiếu tay chân. Đi rồi, tôi đã hết hứng rồi, các cô đi đi. Đến giờ họp rồi, cuối cùng đã đến thời đại của ông đi rồi. Phòng họp, các anh em nghe tôi nói. Tiếp theo, tôi muốn công bố một nhiệm vụ mới chuyện liên quan đến tương lai của phái tự do chúng ta. Một tháng tới chúng ta phải toàn lực bắt thì mà, cấp biến dị tình anh. Dùng thi thể của thầy mà có thể đổi được lấy thuốc tiêm cường hóa này. Còn về tác dụng của nó, mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Đó chính là hiệu quả sau khi tôi tiêm thuốc kiều hóa. Nó sẽ nâng cao rất lớn dị năng của bạn. Cho nên chúng ta phải... Đi đã, chuyện này tôi không tán thành. Sân thì mà có biến dị tình hình quá nguy hiểm. Chúng tôi gia nhập phải tự do không phải để làm chuyện kiểu này. Điều gì đó, tôi cũng không muốn mạo hiểm. Mạnh hơn thì tốt, nhưng mà mạng thì cũng quan trọng hơn. Ờ đúng vậy, có thể vui vẻ một ngày thì vui vẻ một ngày. Phản đối phải không? Rất tốt. Còn có ai phản đối không? Xem ra mọi người đều không có ý kiến. Mấy người ra đây đi. Anh Phi, cuối cùng anh cũng gọi chúng tôi ra rồi. Cơ hội vô vị này sắp kết thúc rồi, có phải không? Ừ. Mình nhớ người đó là người của liên minh người Hy Diệt. Thế lực của bọn họ đã thâm nhập đến đây rồi hay sao? Cuộc làm ăn này vô cùng quan trọng với chúng ta. Tiếp theo mọi người hãy nghe theo sắp xếp của vị đội trưởng này. Từ Huyền, cô thấy hành động lần này thế nào? Thực ra mọi người đều biết tự do mà Tiêu Vân Phi nói đều là vì dục vọng của bản thân hắn mà thôi. Nhưng lại có cách gì đây? Bọn họ quá mạnh. Như cứ tiếp tục thế này thì mọi người đều có thể vì mất mạng vô ích vì hắn. Cái về nhờ anh có kế hoạch gì đó? Mấy người Tiêu Vân Phi có mạnh hơn nữa thì cũng có xấu vì thành viên nồng cốt. Chỉ cần mọi người có thể liên kết về nhau, trong ứng ngồi hợp thì chắc chắn có thể lật đổ hắn ta. Trong ứng ngồi hợp, lẽ nào anh nói Liệu Mị? Cô đoán đúng rồi, nhưng mà không chỉ Liệu Mị, tôi còn có ngồi ứng khác. Tôi có kế hoạch tiếp theo, chỉ cần cô phối hợp với tôi. Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ phối hợp với anh toàn lực. Được, tới đây tôi cần cô giúp cho một việc. Một tuần sau, vừa rồi Tiêu Vân Phi đã đồng ý ngày mai dẫn các đội trưởng sang thống lĩnh thầy mà. Đây chính là cơ hội tốt nhất, cũng chính là duy nhất của chúng ta. Cho nên mọi người nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Hành động tiếp theo của chúng ta không thể xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Đã rõ. Tốt. Nếu đã như vậy thì chúng ta để đến lúc bộ hộ bên hai đều bị thương thì ra tay. Thành bại chính là trong lần này. Ngày hôm sau, cái đám khốn nạn này là liên kết với nhau, nói ông đây chỉ hưởng thụ không bỏ công. Nếu như không phải dựa vào chúng để kiếm thuốc cường hóa
thì ông đây thực sự là muốn giết sạch cái đám rắc rối này. Anh Phi à, thống lĩnh thì mà e là không dễ xử lý đâu. Sợ cái gì? Chỉ là hồ đoạn gần cốt cho thôi. Không được thì rút, ông đây sẽ không thực sự liều mạng. Cả anh em nâng cao tinh thần lên cho tôi. Đi thôi, mọi người đi theo cách xa một chút, đừng để bị bọn họ phát hiện. Vậy thống lĩnh thì mà quả nhiên rất là có sức áp bức. Vậy tôi thấy hơi bồi rối rồi, cái rượu lớn đó ở đâu ra thế? Ở đường tế không có học. Có học thế này thì biến thành thế nào rồi? Câu nói về có học với tuổi. Đừng có phí lời nữa, chuẩn bị bắt đầu đi. Nhận lấy một gậy cùng đi. Cứ việc lao về đây đi. Cho mày làm thử đào đó tươi của tao. Đi. Triệu Phong Phi này rất mạnh. Phải. Lại đến bận hết tất cả tấn công của mình luôn. Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta không hề có cơ hội để ra tay. Không đúng, hai người nhìn xem người đó là ai. Pháo, không khí. Thì mà của thành phố này yếu đi, yếu quá đi rồi. Nè, đâu sẽ tự mình đó. Nhớ nói cho ta biết cấm địa của thành phố các người ở đâu. Cô ta lại đã dám hét lên như vậy với anh Phi của bọn này, chán sống rồi à? Nơi này còn không tới lượt anh lên tiếng. Tôi cho anh 7 giây trả lời câu hỏi của tôi, không thì chết. À, cấm địa đánh dấu ở trong bản đồ này. Người đẹp à, mời nhận lấy. Cô gái này một quyền đã giải quyết thống lĩnh thầy mà, là người không thể động vào được. Cáo từ. À, đường trưởng à, lấm lầm mất rồi. Kệ hàng đi. Đi thu dọn thi thể thầy mà, chuẩn bị đi. Cô gái đó dường như không phải là người của thành phố này. Hơn nữa cô đến nguy hiểm như là cấm địa. Rốt cuộc là cô ta muốn làm cái gì? Cô gái vừa rồi cô có quen không? Chưa từng gặp mặt, có lẽ không phải là người của quân đội tự do chúng tôi. Lý vật từ xa. Không biết là trong cơ thể thì mà này có tên thở hay không đây? Ồ, có à. Ý, lại gắn vào vũ khí đi. Tu La Quỷ thần cấp thành công. Tiến hóa thành liềm bằng ngọc Tu La Quỷ. Trường này còn có bất ngờ ngoài dự liệu. Liễm băng ngục tù là quỷ, lực tấn công 100%, tốc độ tăng 30%, thuộc tính băng cường hóa 50, cộng 50 hiệu quả đặc biệt sắc bén. Từ hiện chúng ta bắt đầu hành động thôi. Ok, các anh đi theo tôi. Đơn trưởng, các anh không sao chứ? Tôi đưa người tới chi viện. Các cô đến muộn rồi, thì mà đều ra giải quyết hết rồi. À, thông lên người à, tôi giúp anh. Không còn đâu, chỉ là một con thì mà tôi đỡ được. Ê gió, Lâm Tử Huyền, cô làm cái gì vậy? Làm gì? Đương nhiên là kết thúc sự chuyên quyền của anh rồi. Đúng vậy, chúng tôi đã chịu anh đủ rồi. Dám đối đầu vi tạo, chúng mày chịu hối hận. Xem ra cái đống khốn nạn này đâu có chuẩn bị. Có điều tao vẫn còn hậu chiều. Bởi vì bên đó, hiện giờ thì Vân Phi đã vào ngõ cụt rồi. Nếu như các anh đầu hàng thì chúng tôi có thể bỏ qua chuyện trước đây. Bỏ bọn ta đầu hàng, nghĩ thì cũng đừng có nghĩ. Đối phó với những người này thì 3 người chúng ta dự sức. Vậy thì để cho các người nó thử trái đắng thôi. Xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc. Dương Hào à, nơi này về cho chúng tôi đi. Liệu Mì tốt quá rồi, Liệu Mì đã quay về rồi. Người này thuộc về tôi. Mày leo quấn quanh, ăn thơm một đám của tôi. Xem tôi giết cô trước đi. Cái loại tấn công này hoàn toàn là không đủ. Tiêu Vân Phi hiện giờ chỉ còn lại một mình anh thôi. Anh Phi phải tự do dừng ở đây rồi. Liệu Mì,
Sự việc tiến triển đến mức này thì nhiệm vụ của tôi cũng coi như là đã hoàn thành viên mãn rồi nhỉ? Chúng mày tưởng thế này đã kết thúc rồi sao? Đúng là quá ngây thơ rồi. Đối thủ của các người là tôi. Anh ta còn có trợ thủ khác ư? Chuyện này sao có thể chứ? Trước đó tôi đã điều tra, thủ hạ bên cạnh anh ta chỉ có vài người vừa rồi thôi mà. Tiêu Vân Phi, thứ chúng tôi đưa cho cậu không phải là để dùng bừa bãi. Chút người này mà cậu cũng không xử được sao? Đội trưởng chi đội bà liên minh người hủy diệt. Chúng tôi nhiều người như thế này mà sợ một mình anh ta sao? Mọi người cũng lên xử anh ta đi. Đúng vậy, giết chết anh ta. Nhả nhép mà thôi, cũng dám to còi. Đây là vũ khí tạo ra từ hợp kim, không có thứ gì mà nó không chém đứt cả. Tôm tiếp thế này mà cũng xứng để cho ông đi ra tí. Vũ khí của anh ta thoải mái co dũi ư? Thứ này thì không thể hết lại gần được rồi. Giờ anh ta cho tôi đi, vừa hay lấy anh ta thử vũ khí mới vừa thăng cấp. Đúng là ngu xuẩn, hóa thành thịt bầm cho tao. Ơ, sao có thể như vậy? Vậy mà lại chiếm đứt cả siêu hợp kim. Siêu hợp kim thì có là gì? Hiện giờ và căn bản thì có cái gì là tôi không chém đứt được. Người liên minh người hy diệt chuẩn bị cho mình lại chỉ có trình độ này thôi sao? Xem ra thật sự phải dựa vào bản thân rồi. Chỉ còn có thể loại bỏ tên này thì những người khác đều không phải đối thủ của mình. Nè nè nè, còn chưa đến lấy sầu lưng à? Anh cũng quá thiếu võ đức rồi đấy. Vậy phải, tên này có mắt sầu lưng á? Đợi tôi với anh ta thì đến lượt tiếp theo là anh thôi. Bộ họ vì chuyện vừa rồi buông lòng cảnh giác tranh thủ lúc này chuộng thôi. Anh chị không thoát đâu. Phát động hiệu quả bần phòng. Chân mình đông cứng rồi. Tiêu Vân Phi, tôi hỏi anh, thứ anh cầm trên tay lần trước là từ đâu mà có? Còn nữa, dấu cột anh là gì ở trong liên minh người hy diệt? Tiêu Vân Phi, tao không phải là thứ tiểu nhân phản bội. Mày đừng không biết được bí mật gì từ miệng của tao. Chết đi cho tao. Không ổn. Vậy mà đã tự sát á? Tuy gặp chút vấn đề, chút bất ngờ, nhưng mà kế hoạch của chúng ta cũng có như là thành công rồi. Liêu Mi à, bây giờ quân đoàn tự do không có người đứng đầu. Nếu như cô đã trở về, vậy thì làm thủ lĩnh của chúng tôi đi. À đúng vậy, nên làm vậy từ lâu rồi. Vậy về đi Tiểu Mi. Được vậy, tôi không từ chối nữa. Cái điều tiếp theo tới hành động cùng với Dương Hạo, mục tiêu là thanh trừ toàn bộ thầy ma. Lần này thu hồi Giang Châu thì mọi người có bằng lòng theo tôi không? Diệt trừ thầy ma, thu hồi Giang Châu, cảm giác giống như là chuyện rượu thích ở trong. Nhưng mà Dương Hạo quả thực rất mạnh. Tôi không lợi được nhiều như vậy, tôi chỉ tin Liễu Mi. Tôi cũng tin Liễu Mi, cô ấy chắc chắn là sẽ có hòa chúng ta. Vậy mọi người chuẩn bị tốt một chút, cụ thể chúng ta quay về lại bàn. Dương Hạo à, xem ra kế hoạch của anh tiến hành rất thuận lợi. Tình hình bên cô thế nào? Không thuận lợi cho lắm, hội trường bên đó cố chấp quá. Xem ra vẫn nói là tôi tự mình qua đó một chuyến rồi. Dương Hậu, lần này thực sự là rất cảm ơn anh. Không cần khách khí. Với tôi chỉ là làm theo lời hẹn trên đây. Cô, tôi có chút chuyện muốn nói với Dương Hậu, cô có thể tránh đi một lát không? Thanh Y, cô qua bên đó một lát với đợi tôi nhé. Dốt cô là có chuyện gì? Con biết một thế này không? Cái đó hiện giờ tôi đã là thủ lĩnh của quân đoàn tự do. Theo như lời hẹn thì sau này chỉ còn có nơi cần dùng tới tôi. Quân đoàn tự do chúng tôi tuy anh sẽ khiến Tiêu Vân Phi đã chết rồi, liên minh người gì cũng sẽ không bỏ qua. Tới đây cô cũng phải hành động cẩn thận mới được. Tôi sẽ chú ý. Dương Hạo tôi. Chuyện gì? Anh đừng có hiểu nhầm, đấy chỉ là vân thưởng cho anh theo lời hẹn thôi, chứ không có ý gì khác. Đúng thật là chẳng thẳng thắn chút nào. Công viên trung tâm thành phố Giang Châu, tổng bộ hiệp hội động vật nằm ở đây. Đáng tiếc Lý hội trưởng đó quá cố chấp, tôi không thuyết phục được cô ta. Vậy thì không ép nữa, chỉ hy vọng
Cô ta có thể đồng ý giao dịch với tôi là được rồi. Dương Hạo, sao cậu lại tới đây? Để thuyết phục hội trưởng của các cậu, tôi không thể tốn một chút nước bọt. Vất vả rồi, tôi đi bàn bạc với cô ấy. Vậy tôi đưa cậu qua đó thử xem. Thật ra thì hội trưởng có chút rất băn khoăn. Đối đầu với liên minh người hủy diệt thì chắc chắn sẽ xảy ra thương vong của nhân viên. Đây không phải là điều mà hội trưởng muốn nhìn thấy. Hội trưởng của các cậu mềm lòng thật đấy. Liên minh người hủy diệt không phải là thiện lương gì. Ây chà, còn cho cũng to quá rồi. Lê Lợi, sao cô đưa đàn ông tới đây? Hội trưởng hiệp hội tôi cần mẫn tình trúc. Tôi còn cũng vòng vò nữa. Tôi là người mà Thanh Y và Lâm Lợi nói tới. Điều này là có điều lần này tôi tới không phải là thuyết phục cô hợp tác, mà là muốn hội trưởng là một cuộc giao dịch. Anh Tường, Dương Hạo có phải không? Thực tế thì không phải tôi nhất định phải từ chối anh, đối đầu với anh. Nguyên nhân tôi không đồng ý là chỗ chúng tôi đều là phụ nữ. Tôi không thể dễ dàng để cho mọi người rơi vào nguy hiểm. Tôi biết Thanh Y từng nói về suy nghĩ của cô. Cô không muốn dựa dẫm vào bất kỳ một thế lực nào, cũng không muốn đối đầu với bất kỳ một thế lực nào. Chỉ sợ lý tưởng này không dễ thực hiện như vậy đâu. Đây là thất lượng của công năng trữ đồ, vũ khí vượt xa thép thông thường và một loại thuốc tiêm có thể nâng cao dị năng và sức mạnh của cơ thể. Tôi hy vọng cháu biến dị của cô có thể giúp tìm một người giúp tôi. Những thứ này có thể coi như là thù lao. Ồ, chúng tôi chỉ còn tham gia chuyện trận đấu, nhưng tìm người sở trường của chúng tôi. Anh đưa đồ có mùi cho tôi đi. À được. Hội trưởng không hay rồi, những nhân viên chăn nuôi đó lại đến rồi. Họ điểm danh báo cô ti đó. Cái đám khốn nạn này, không phải lần trước đồng ý mỗi tuần, đến giờ đưa họ đồ ăn rồi sao? Sao còn muốn thế nào nữa? Cái đó, xin lỗi, tôi đi xử lý trước đã. Cùng đi đi, có lẽ là cơ hội lẹo kéo hiệp hội thú cưng đã tới rồi. Mở xin trong đầu, sao chậm thế? Nhẫn nại của tôi có hạn đấy, còn không đến thì chúng tôi xông vào đấy. Lâu hồ mà, yêu cầu của các anh chúng tôi đâu đã đồng ý rồi, anh còn muốn cái gì? Sao lại là anh? Không phải là anh là thủ lĩnh của cứ địa làng du lịch đây sao? Vậy mà là chưa chết. Ừ? Sao cô rất mong tôi chết sao? Tại vì trước thì anh đã giết rất nhiều người của liên minh người hủy diệt. Nếu như được anh về thì có lẽ có thể lấy được phần thưởng không nhỏ. Đừng gì đấy, cũng có niềm vui bất ngờ. Mon thành trúc, tôi không vòng vò nữa. Chúng tôi đã gia nhập liên minh người hủy diệt. Nhưng điều mà chúng ta bàn trước đầy đầu quỷ. Hả? Là có ý gì? Có liên minh người hủy diệt hậu thuẫn thì tất cả các cô đều phải trở thành người hầu cho chúng tôi. Cả anh em trong đoàn chúng tôi vẫn luôn nhớ mãi vì các cô. Đúng là vô sĩ. Tôi sẽ không để cho các người đồng vào chị em của tôi. Nhanh quay về tổng bộ, có mật đạo có thể ra ngoài. Tôi sẽ giữ bọn họ. Cô gái này cũng khá tuyệt đấy chứ. Các chị em thực hiện kế hoạch B, chúng ta cùng thoát ra ngoài. Mau ngăn cô ta lại. Đi rồi, lý nào mình phải chết ở đây vô? Nhìn đường đi, chúng ta sắp xông lên rồi. Không phải tôi bảo anh chạy đi rồi sao? Vì sao lại muốn lại? Tôi nghe nói thú dị năng mà bọn họ không chế khá mạnh. Dựa vào con chó này của cô không giữ chừng được bao lâu đâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Việc anh ủy thác trước đó tôi sẽ bảo cái chị em nhanh chóng đi tìm. Tới bên đó đi, bên đó ít người hơn một chút. Mon Thanh Trúc, hôm nay cô không thoát đi đâu. Không hay rồi, người đó là thủ lĩnh của bọn họ. Thủ lĩnh người chăn nuôi, Tôn Dược. Mon Thanh Trúc à, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần cô bằng lòng theo tôi thì tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cô sau này. Cái lỗ căn bản như anh cũng xứng. Đáng ghét, cái đường đã bị chặn kín rồi, bên cạnh là khu cấm, đi vào trong quá nguy hiểm.
hay là chúng ta vào khu cấm đi? Vừa hay tôi muốn đi vào xem thử. Vậy mà là khu cấm ở nơi này sao? Vậy thì có cách phòng thí nghiệm cũng không còn xa. Anh điên rồi à? Anh có biết khu cấm có nghĩa là gì không? Không phải là hơi nhiều thì mà một chút tôi sao? Vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy thân thủ của tôi rồi. Có tôi thì cô không chết được đâu. Được rồi, vậy thì tin anh một lần. Cái gì? Vậy mà lại xông vào khu cấm, tự chui đầu vào lưới. Không phải là càng tốt hơn hay sao? Nơi này chính là khu cấm sao? Sao cảm giác không khác biệt mấy gì bên ngoài? Tuyệt đối đừng có xem thường nơi này. Mức độ nguy hiểm ở đây không phải là bên ngoài có thể so được. Phải? Nhiều thì mà thế. Nó bị con thầy mà đã dọa sợ rồi, chúng ta mau đi thôi. Thiết cốt, thời gian hồi 299 giây. Tốc độ nhanh quá, căn bản là không có thời gian để phản ứng lại mà. Anh không sao chứ? Vừa rồi chịu một đòn nặng như vậy, con lâm đêm thì cho tôi. À, tôi không sao. Tranh thủ cái tên đó chưa đuổi tới thì chúng ta nhanh rời khỏi nơi này trước. Vốn là còn muốn lấy mấy cái con thầy mà đó quét một lượt thủ tính. Có điều suy nghĩ đến sự an toàn của cô ta thì vẫn là để sau vậy. Chúng ta để nghỉ ngơi một lát đi. Ở được. Đang tiến vào cuộc cắm, kích hoạt nhiệm vụ thu hoạch thuốc cường hóa. Độ hoàn thành hiện tại 0. Giành được năng lực mới, quét hình toàn tin sơ cấp. Quét hình toàn tin là cái gì? Thử trước xem sao. Quét hình toàn tin. À đù, dị năng này lại có thể nhìn xuyên thấu. Vì sao anh cứ nhìn tôi chầm chầm? À không, không có gì. À đột nhiên nghĩ tới vài chuyện. Vì sao đột nhiên hệ thống lại phát nhiệm vụ? Chắc chắn có nguyên nhân gì đặc biệt ở đó. Lấy nào lại vì hắn? Quét hình xác nhận trên người mục tiêu có thuốc cường hóa nhiệm vụ còn. Hóa ra thuốc ở trong hộp đang hắn đang cầm à? Có điều thì mà ở nơi đó chích tiệc này đều rất mạnh. Cứ cố có tấn công sợ là sẽ tiêu hao không ít thời lực. Thì mà biến dị tên anh, sức mạnh 730, tốc độ 480, tinh thần 220. Thì mà biến dị tên anh, tốc độ 847, tốc độ 420, tinh thần 310. Thì mà biến dị tên anh, nhân viên thí nghiệm lý mạng, tốc độ 1000, sức mạnh 1000, tốc độ 486, tinh thần 710. Anh nghiêm túc thế? Đang nhìn gì vậy? Thầy mà nghiên cứu cô ở trong phòng. Đừng có chạy lung tung. Tôi đi xung quanh xem một vòng. Bắt đầu từ vừa nãy đã thần thần bí bí rồi. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khởi động quét hình toàn tin. Thầy mà ở cả hướng xung quanh đều không ít. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách dẫn còn thầy mà đó đến đại sảnh dưới tầng thôi. Hội trường mẫu à, người thực sự các cô làm cách nào để thuần phục biến gì thu thế? Có thể nói cho tôi không? Chuyện này phải xem mức độ của bản thân dị thú biến dị. Biến dị thú rất mạnh, đặc biệt là còn làm yếu ý chí của chúng trước. Yếu một chút thì sẽ dở hơn nhiều. À, tôi qua rồi, theo tôi đi. Tiếp theo, cô có việc để làm rồi. Tây tầng hầm. Chúng dị viện ở nơi đó, dưới mặt đất 5 mét. Bà con, năng lượng của cô có thể thu phục không? Yên tâm đi. Chỉ là mấy con chuột nhỏ chỉ vài phút lại có thể thuần phục. Được rồi, bọn chúng đều lên hết rồi. Nói đi, anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Bên ngoài có một thầy mà, trong tay có đồ tốt. Tôi muốn bảo cô dùng chuột này giúp tôi dù nó qua đây. Đồ tốt rốt cuộc là đồ gì? Đợi tôi lấy được là cô sẽ biết. 10 phút sau, hắn tới rồi. Chị dẫn hắn qua đây rất tốt. Vậy mà lấy nhanh nhẹn như vậy xem ra muốn cướp về cũng không dễ. Chuyện gì vậy? Đột nhiên mắt mình lại không thấy nữa. Dương Hạo, đừng có ngừa ra đó nữa, nhanh tránh đi. Kỳ lạ, vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, sao mình chợt nghe thấy gì vậy? Dương Hạo à, rốt cuộc lại có chuyện này sao? Chuyện này là sao? Lời giọng của mình Trúc, cô ấy cũng chịu ảnh hưởng à?
Lẽ nào tính này có gì năng có thể che được thị giác và thính giác của con người? Phát động quét toàn hình toàn tin. Dương Hào à, anh ở đâu? Mắt của tôi không nhìn thấy nữa rồi. Cùng mày quét hình toàn tin không còn dùng mắt để thu thập tin tức, mà là truyền trực tiếp hình ảnh vào trong não. Không hay rồi, nó đang nhắm vào mẫn tình trúc. Đối thủ của mày là tao. Ôi nguy hiểm quá. Thí cốt tờ giáng hồi 99 giây. Dương Hậu à, là anh sao? Ôi nhanh giúp tôi đi, tôi sợ quá. Nè nè nè, cô đừng có ôm chặt như vậy chứ, thế này thì tôi không thiết triển được rồi. Cho tôi một phút, lập tức giải quyết nó. Có thể thay đổi tri giác của con người, đúng là dị năng rất lợi hại. Đáng tiếc là mày có một nhược điểm chí mạng. Mận phong. Vậy thì mất não. À, cuối cùng cũng xong rồi. Hiện giờ thì đã tạo xem bảo bối con mày ôm mãi mà không buông nào. Ôi tốt quá rồi, thì giác và thính giác của tôi đâu đó hồi phục lại rồi. Dương Hào à, anh vẫn ổn chứ? À tôi không sao, cầu mô qua đây xem đồ tốt tôi tìm được nè. Nếu như mình đối không làm thì thuốc này là thứ mà trước đây Tiêu Vân Phi cầm trong tay cùng một thứ. Mà thứ này rốt cuộc là làm sao mà tạo ra được vậy? Nhiệm vụ chủ tiến hoàn thành giai đoạn 1, thu thập thuốc cường hóa 10/10, đủ hoàn thành giai đoạn sau 10/100, đang tính toán giải thưởng. Giải thưởng là một chiếc nhẫn trữ vật trung cấp, bên trong có không gian. Ui vậy mà lại có không gian lớn như thế này ư? Sau này thu thập vật tư thì không cần lo không có chỗ để nữa rồi. Thù. Nhẫn thuốc cường hóa này cũng không biết là dùng để chết gì để chế thành. Nếu như mà tên thể hết thì mà dùng lúc trước có tác dụng phụ thì lỗ quá lớn rồi. Nếu ổn thỏa thì vẫn là sau này tìm cơ hội dùng thử xem. Tình kích hoạt nhiệm vụ nhánh, giành được một mũi thuốc phục hồi, đủ hoàn thành một thuốc phục hồi à? Là gì vậy? Manh mối thì cũng không có một chút, mình đi đâu mà tìm đây? Ở Dương Hậu à, anh đang tìm gì vậy? Xem độ tới này có thể mặt thì có thể là người của phòng thí nghiệm nào đây? Nói không chừng thì có thể phát hiện ra gì đó trên người của hắn. Ở đây là cái gì vậy? Ngày 7 tháng 7, trời trong tôi tên là Lâm Mang. Sẽ dĩ hôm nay là tôi bắt đầu viết nhật ký là vì tôi cảm thấy có thể xảy ra chuyện rất lớn. Đây là nhật ký của anh ta viết trước khi biến thành thi mã. Thật sự đã xảy ra chuyện lớn, toàn bộ máy tính của phòng thí nghiệm đã mất kiểm soát. Thuốc đang nghiên cứu bị lọt ra ngoài, không ít người đã biến thành thầy mà. Cơ thể thí nghiệm cũng bắt đầu đi lại. Tôi nghi ngờ người vô trách bí mật dùng thí nghiệm tiến hành rằng biết gì đó. Tiến sĩ, bởi vì biểu hiện của ông ta quá bình tĩnh. Đóng cửa ra ngoài vào H3 và G9, giới phóng khí độc qua số 304. Nhưng tiến sĩ rằng à, bên trong còn có người sống. Mở kề bọn họ, chứ dù ra ngoài cũng có khả năng Cao đã lấy nhiễm virus rồi, chúng ta không thể mạo hiểm. Tôi và cái đám người tiến sĩ Lâm Bình cũng lén lút về mặt đất, lại phát hiện ra trong thành phố đã toàn là thầy ma từ lâu, và có vài con thậm chí đã xảy ra biến dị. Ngày 9 tháng 7, trời âm u, trong quá trình di chuyển tới phòng thí nghiệm khác, tôi đã bị lây nhiễm do bị thầy ma làm bị thương. Nghe nói có một loại thuốc hồi phục khiến cho người lây nhiễm trở lại bình thường, nhưng mà tiến sĩ rằng lại không thể cho tôi dùng thứ quý giá như vậy. Cho nên đây có lẽ là nhật ký cuối cùng của tôi rồi. Vậy mà còn có thuốc có thể khiến cho người bị nhiễm lại bình thường sao? Nếu như có thể tìm thấy loại thuốc này, vậy không phải tất cả mọi người đều có thể được cứu ư? Thuốc hồi phục này anh ta cũng không phải tận mắt nhìn thấy, cho nên cơ thể vẫn phải đợi chúng ta tìm thấy phòng thí nghiệm mới biết được. In ấn minh nhật à? Lẽ nào phòng thí nghiệm đã nghỉ tràn thành phòng xưởng in ấn? Nếu như đi tới nơi này thì nó không chừng có thể có manh mối gì đấy. Đi, chúng ta đi thôi. Tôi có thể nhớ đại khái vị trí của công ty đó rồi. Được. Hai người này vừa rồi đã thu hộp lại hộp thuốc cường hóa đó rồi. Lẽ nào bọn họ là người của phòng thí nghiệm cấp trên phải tới? Không thể loại trừ khả năng trên người của họ có mang theo thuốc phục hồi. Đi theo họ một lúc trước đã vậy. Nơi này có quá nhiều thị ma, cố gắng xông vào sẽ bị thu hút thêm nhiều thị ma tới hơn.
phải chọn con đường thích hợp đi qua. Dư Hợp mới nhìn đi, con biến dị thú đó quá lớn quá. Biến dị thú ngồi hình đó, nhìn thế nào thì cũng giống như thì mà. Cảm giác của tôi gồm sai. Tên đó dường như là cơ thể kết hợp của biến dị thú và thì mà. Khoảng cách thì xa quá, căn bản không thể dựa vào hệ thống để biết được tư liệu thuộc tính của nó. Bên trên hình như có người. Anh ta không phải là cùng một bọn với nhân viên chăn nuôi trước đó đi theo chúng ta đi chứ? Không thể nào. Nếu như người của bên chăn nuôi có thực lực thế này, thì chúng ta đã bị bọn họ đánh bại từ lâu rồi. Cái tôi cần là thuốc cường hóa, không phải là thứ rác rưởi này. Cứ tiếp tục tìm cho tao. Đã 5 ngày rồi, không tìm thấy thuốc cường hóa, thì tao chỉ có thể trút giận lấy chúng mày thôi. Nếu đã biết là địch hay bạn, thì chúng ta vẫn còn là đi đường vòng đi. Hiện giờ không có sức đi làm rõ về anh ta. Xuyên qua trung tâm thương mại, này là cách in ấn Minh Nhật không còn xa nữa. Thì mà biến dị, sức mạnh 346, tốc độ 82, tinh thần 73. Thì mà biến dị 385, tốc độ 93, tinh thần 82. Thì ma phụ thuộc, sức mạnh 56, tốc độ 19, tinh thần 14.